con đừng có giật ngang con, mà con đừng có dãy dãy là gãy kim. Cái kim dài lắm em, thấy ghê lắm. Chị nghĩ thôi là có nó dãy là gãy kim chống chống còn nói gì. Đưa vô mắt sống mà còn gì. Cái chị mới nói con nam mô Phật đi con. Con nam mô nào rồi thôi. Nam mô nào rồi thôi đấy em. Dạ Bùi Hồ mến chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tắc Vân thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ thăm lại một hoàn cảnh khá là quen thuộc trong kênh của Bùi Hồ. Đó là hoàn cảnh của em Tú, một cô gái mắc bệnh lạ sau khi lấy chồng. Sau thời gian điều trị ngay tại huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh thì hôm nay bất ngờ được thông báo rằng là em đã trở về nhà. Và để vì sao em lại trở về nhà và để tìm hiểu thêm thông tin cuộc sống hiện tại ngay tại Cà Mau như thế nào, cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Trung Chi Lê ở Úc gửi một số ít hiện kim cho gia đình sinh sống trong thời gian sắp tới ngay tại quê nhà. Tú ngủ hả chị? Hôm nay kêu ăn cơm không ăn, chị la ổng cự vậy đó. Ổng đâu rồi? Ổng đi hết, đi xe đi đâu rồi? Chạy xe đi hả? La cự cỡ đó, binh con lắm. La sao? Chị hù quá, chị lấy dây á, chị cột nó vô thanh giường á, nó bị hút vợ nó không chịu bo ra. Cái độ ổng nói quýnh con ổng chết rồi, ổng bỏ chạy đi. Cự hả? Cự dữ lắm. Mà Tú có bớt hơn không chị, sao vậy? Bớt, bị gì cái con sống nó nào đó. Cái chị về chị gặp ông bác sĩ chuyển khoa. Cái ông bác sĩ ông nói là cháu nhiều quá, chừng nào cháu vận động á thì thả cho cháu mà nó bớt đau á, nó tự vận động lên được thì vận động. Cái em nói chị nói gì mà nó nghe chị nói bác sĩ vậy, nó không dám ngồi đó, không dám ngồi, nó không ăn đó. Cái chị mới buộc cái giò vô đây nè, nó rút cái giò lên, nó không chịu ngay giò ra. Cái ổng mà la làng vậy đó, ai vậy không? Ngồi đi em, ngồi xuống đi chị, ngồi xuống chỗ túi đi. Rồi về được nhiêu ngày rồi chị? Hôm nay nó là được nhiêu ngày rồi? Chị về bữa giờ bữa gầm luôn đó. 4-5 ngày đúng không? Gầm bữa nay 19 năm 4 ngày rồi. Chị về chị bệnh luôn. Bệnh gì nữa? Bị khám cho mũi gì sốt thì bị lứa chứ. Dạ. Nằm bữa nay gấp đầu đi đó. Rồi giặt ba đồ đó. Nằm suốt luôn rồi mà không nổi. Rồi về đây hỏi nó còn đau không? Nó hết đau rồi, đỡ sưng nè em. Rồi chị hỏi chứ vậy con còn đau không? Nói không? Tại vì bác sĩ kêu nó đừng ngồi đó, nó không nhớ ngày là bác sĩ nó không vô ngồi. Vậy là bệnh tình cũng không có thiên giảm gì mấy đúng không? Không, không thiên giảm gì mấy. Vì kiểu lúc bấm đó là như kiểu nó gãn. Nó gãn ra rồi nó ngồi được. Mà nó cố gắng nó ngồi thôi. Nó ngồi nó đau. Rồi ông bác sĩ trưởng khoa cũng nói như kiểu khoảng 2 năm, trên 2 năm nó hồi phục bị gì là lấy tỉ nè, rồi nó không có sức khỏe đó. Nó lâu hồi phục lại lắm. Bây giờ bà không dám ngồi luôn. Đâu con lật con ngồi cho anh coi. Con ngồi cho anh coi. Nực quá hay gì xuống đây hả chị? Nực dữ lắm, chị mới bỏ nó xuống đây. Đâu con không giờ bớt đau rồi. Đâu con nằm xuống đây, con nằm con lật xuống cho anh coi. Ngồi cho anh coi. Con ngồi vậy đi mẹ thương. Ngồi vậy đi. Con không con đây nè, đây con dẫn đường nè, ở trên đó chặt lắm, ngồi không có được. Ở trên giường chặt lắm. Con ngồi vậy đi. Con ngồi cho anh coi đi. Anh lại anh coi thử con ngồi được không đó, ngồi đi cho anh coi nha. Bác sĩ nói hết đau không có sao. Mẹ đây nè. Ngồi đi. Mẹ biết rồi, ngồi vậy. Ngồi kiểu kia, cậu ngồi kiểu kia, kiểu này hả? Ngồi kiểu này hả? Ngồi kiểu này hả? Giờ này nực quá, gần lắm. Nó ngồi. Thôi đi chị, đừng có bắt ngang. Không, ngồi bình thường nè. Đâu con ngồi cho anh coi. Con ngồi thẳng cho anh coi. Ngồi bình thường. Ngồi ngay lưng nó bình thường mẹ coi. Ngồi bình thường nha. Ngồi bình thường. Mà về đó nghe bác sĩ nói á, thấy nó sợ. Nó sợ nó, bác sĩ kêu đừng có để cho nó gán gì đó. Nó gán nó đau. Cái nó sợ, chứ nó ngồi bình thường. Nó ngồi dững lên anh thấy không, nó dững. Nó không chịu ăn uống gì hết trơn á. Nó về đây mấy ngày nay nó không ăn. Rồi hôm hổng ngày đi trên đó tốn chi phí có nhiều không, có gỡ lại tiền cho chủ nhà không chị? Chủ nhà không có lấy. Bên ông thầy đi, ông thầy không có lấy đồng bạc nào hết trơn. Cái chị nói vậy cho chị mua thùng sữa cho con thầy. Cái bữa chị về, cái ông bà chị vợ của thầy á cho chị thêm 25 kg gạo nữa, cái chị mới giác ra cho ông thầy. Ông thầy giác trả lại không lấy, là ở nhà không lấy tiền luôn. Rồi ở nhà bên chị ba không lấy tiền luôn. Chị gửi tiền lại không lấy luôn, hai chồng từ chối mua tiền luôn. Cái chị lén chị đi chợ mua cây đường với 1 kg cà phê với 1 kg trà với 2 kg bột ngọt, cái để lại cái gì, cái đi về cái còn nhét trả cho chị là 500 ngàn.
Cho lại 500 ngàn. Cho lại 500 ngàn nó không lấy tiền. Chị mua nhiêu mà chị cho lại 500 ngàn. Quá tốt ha. Ừ. Rồi nhà chị Tư đó ha, nhà chị Tư mà cặp bên bỏ ăn cái nhà nha. Chị cắt cỏ bò ăn đó. À, tính là chị ở Chảnh Lâu, kêu dọn qua bên kia miễn ấy ở bên đây như kiểu nóng á. Mượn mà bánh cho mượn nguyên cái nhà bánh nữa. Ở Chảnh Lâu ngay tốt lắm. Tốt lắm. Rồi tối về đây thầy có gửi thuốc gì về đây uống thêm không? À không. Nó uống thuốc mấy ngày sau làm như mấy ngày đầu nó uống thuốc cho sốt ruột ăn được đó em. Cái mấy ngày sau hai cha con phát đau tử quá trời luôn. Cái bỏ thuốc luôn. Chỉ bấm thôi. Không còn uống thuốc nữa. Đau tử. Giờ đây bây giờ uống thuốc theo đơn của bác sĩ. Theo đơn bác sĩ. Thì chị ông thầy ông bác sĩ kêu mua chai thuốc sơ bớt cho nó. Mua thuốc giảm đau cho nó uống. Rồi thôi hết nè. Đúng rồi, thật ra thì theo chia sẻ của một người thầy bí ẩn á, thì thầy nói như thế này à, thầy không biết là Tú có chọc tỷ. Đúng rồi. Những người mà bị tai biến á, là thầy luôn trị hết. Thậm chí là có những người người ta nằm á, người ta đi không được, thầy trị vẫn hết luôn. Đúng, chị ba tại nhà đó cũng nằm liệt đó. Cái chị luôn tại chủ nhà luôn đó. Dạ. Nhưng mà tại vì Tú có chọc tỷ nên thầy không biết, phải biết là thầy cũng không có can thiệp vào. Đúng rồi, không nhận. Không nhận ca này. Mà nó ngay bấm nó bớt giật nhiều lắm. Em thấy nó bớt quơ. Đúng rồi. Bớt nhiều lắm. Dạ. Bớt. Anh về ai cũng quở, nhưng anh người ta nói anh nó bớt mà mọc ra nữa, ông thấy ông đã đỡ ra nữa, ông ăn được lắm. Dạ. Anh cũng đỡ hơi. Dạ, hôm trước nay chi phí tiền mà còn không? Còn cứ nhiều không chị? Ngày ở chợ như ngày khi mua thuốc men cho em tùm lum vậy đó, đi chợ đi ra ngoài ăn 20 ngày khi không hết, nên nhiều khi chị chủ nhà cho tôm cá ăn nữa. Ông thầy rồi thuốc cá cho tôm cho cũng còn nhiều, chỉ còn hết mười mấy triệu cũng được rồi. Xây sở đâu có dám xài đâu, ở chợ chị mình vòng vòng đó như đâu có xài đâu. Đi mua niệm mua đồ cho em không ngủ đáy mà. Chịu đáy không đáy, rồi đáy gì lâu lâu gì đó. Hôm trước là chị thuê xe cấp cứu đi hả? Chị đâu có thuê. Ủa sao em thấy xe của ai đó? Chị nói xe của em chị em, hả? Thằng em bà con ở Cà Mau á. Rồi bữa đó chị nói như kiểu chị muốn về đó. Rồi nó nói ở chảnh cái tuyến đường về ở Sài Gòn về. Rồi chị Giang về. Chứ đâu có thuê. Tiền đâu mà thuê. Ghé từ Tài Vinh dước chị về lắm. Ghé đó ngược đường cũng xa đó. Đi vô đó xa đó. Tại vì chị hẹn nó trước. Chị lên chị nói chừng nào chị có về cho chị xin chuyến về đó. Nó nói chừng nào chị có về điện cho em trước đi đó. Rồi chuyến xe nó quẹo đó. Để vô chở về luôn. Chở về luôn. Không có đi qua Hai Phà Đại Ngãi về là đang xa lắm. Có được đi về có 4 tiếng hồ. Chị đi 4 giờ phải không? Hơn 4 giờ về đây 8 giờ. Chắc xe cấp cứu có người á. Xe đó là xe cấp cứu hả? Xe cấp cứu luôn có người nó ưu tiên. Ưu tiên chạy nhanh lắm. Đúng rồi, đi xe cấp cứu thì nhanh hơn. Về nằm thẻ ghe băng băng ca nằm đó em, về nó thẻ ghe về đi dọc đường còn cười, chỉ qua cho em coi nó cười thẻ ghe nằm thẻ ghe. Theo một số nghiên cứu của khoa học cũng như em đã nói với chị á, còn có một cái cô My ở Mỹ chuyên nghiên cứu về, cô có nghiên cứu về cái bệnh của Tú, thì cô nói rằng là Tú là bị bệnh Parkinson. Đúng rồi, đây là một bệnh ở trong một cái hệ thần kinh á, nó liên quan đến hệ thần kinh. Mà bệnh này nó có di truyền, khó trị hết lắm. Khó trị lắm. Chưa có cách duy nhất gọi là trị liệu, vật lý trị liệu là cái cách duy nhất để mà Tú có thể thoát khỏi bệnh. Đó. Dạ. Và cô đó cũng có gửi đồ để mà cho Tú gọi là chăm ở trong khớp gối, mấy cái khớp đó nè. Thì khi nào đến thì em sẽ gửi cho chị với lại anh Tết. Thì đó chị có quen với ông bác sĩ, nhiều bác sĩ hướng dẫn chị nghe lắm. Nói chị bệnh gì đó mà chị nói tiếng khó nói với em nói vậy. Parkinson. Là chưa có thuốc đặc trị, chị chỉ là uống thuốc kéo dài sự sống cho nó thôi. Nó cầm chừng lại thôi. Đúng. Chị chưa có thuốc đặc trị. Mà đa số bệnh này thì tuổi thọ khó kéo dài. Đúng rồi. Nhưng mà kệ cố gắng rồi, mình mong phép màu nào đó. Chị tới đâu chị đi tới đó gì nó thấy không? Thấy em thấy không? Đi rồi còn đi tùm lum hết nha. Nói gì đó. Hồi có ông bác sĩ ở gần nhà đây nó hơi mệt rồi chị kêu ông lại chích. Thì ông cũng cắt nghĩa chị nghe vậy đó. Rồi ở trên Sài Gòn người ta cũng cắt nghĩa chị nghe nữa. Rồi ở Cà Mau cũng vậy nữa. Ở bên bệnh viện bên di truyền mà mấy kiểu dạng đem cứu so bóp bấm huyệt rồi đó. Với bệnh chạy cái gì mà cho đập cái dục đó. Ở dưới con tháng bác sĩ cũng kêu chị nói. Khi mà chị nói về thì ông thầy có nói gì không chị? Ông thầy lúc đó ông thầy ông biết là thấy này nè.
là chừng từng thể là ông thầy cho chị về đó, và chị cho xin nắng lại đó. Ông thầy nói như kiểu ông không có biết là con Tú chọc tỷ, cho nên là ông mới lãnh. Còn biết ở gần đó biết những người mà ông đâu lãnh đâu. Cái chị nó hơi kệ cho chị ở lại một tháng đi, rồi cho cháu nó bớt bớt gì đó, rồi mới chị ở lại. Chứ ông thầy nghe nó nói tiếng thì cũng sợ nữa. Ông sợ mang tiếng đó, ngần khi chị ăn mất mang tiếng. Vậy là chị có học được cái cách xoa bóp nào của thầy làm cho Tú hàng ngày không? Có. Bây giờ nó hết tê, đâu cần có bóp gì nữa đâu. Tôi lần nó tê cái giò, tôi có nằm bên đây, nó tê cái giò bên đây, cái tay bên đó. Bây giờ đâu còn tê đâu, mà ông hay, ông bấm nó tê hết trơn luôn rồi đó. Chỉ qua lên chảnh có ngày mà qua ngày sau là ông Tú sẽ hết tê, hết đau. Không còn đau đó nữa, bây giờ bình thường vậy đó. Dạ, nằm ít giật hơn lúc ít trước. Hơn nhiều lắm, ít quơ, ít hơn nhiều lắm. Chị giờ tới đâu hay tới đó, giờ chị gì đây nè. Rồi giờ Thủy nó có bớt, nó ngồi nhiều quá, chị có thể chỉ đi lên chảnh chiến nữa, cho nó ở chảnh nằm chảnh chiến nữa, cho ông thầy bấm thử làm sao. Ông kêu, ông bác sĩ kêu đừng có bấm nữa, với đừng ép nó nữa, đừng bấm thế này. Đừng bấm, đừng đụng tính. Bây giờ đang uống thuốc điều trị cái chỗ đó hả? Chỗ này này, đang thuốc điều trị đây nè. Với xịt, cho thuốc xịt cho nó. Dạ, không gà có mọi người lại có thăm không chị? Không, ở đây không ai thăm mấy gì. Ở đây ngộ lắm. Bữa chị về mượn nhỏ em vậy đó. Còn nhỏ em có đi em đi bữa đó, rồi nó về mở cửa cho chị vô vậy đó. Người anh có dự định là khi nào bán vé số lại không? Anh chắc ngày mốt. Mốt bán ông lại? Dặn là mốt bán lại. Dặn mới có vé số. Ngày bán nhiêu tờ chị? 180 với 200 em. Đâu có nhiều. Ngày đài nào ít vé số được 180. Đợt sau thì mọi người có ủng hộ thêm không? Đợt sau có anh nào ở đâu ở nước ngoài gì đó chuyển lại cho em gì đó, cho chị 200 đô. Chuyển cho ai? Không biết nữa. Chuyển cho em hả? Chuyển cho nhỏ em gái mới chuyển cho chị. À. 200 đô. À. Đổi rồi chuyển cho chị. Dạ. Ừ. Đó chuyển cho em bất ngờ. Có nghĩa là em gái của chị ha. Ừ. Em gái của anh ở ngoài nước ngoài á. Ừ. Gửi về cho em gái đó, em gái mới chuyển cho chị. Ừ, nghe tay ha. Ừ. Đập ha. Bây giờ đổi. Nói chung là đằng này thấy không có co cứng người nữa. Không. Đầu dễ chịu lắm, bình thường vậy đó. Người nói con hình như là mềm người mềm lại đúng không? Người lại sáng hôm qua chị tính đi làm mà cha nó không bán á, kêu cha đó nhà giữ chị làm có tiền. Cái sáng chị sao thức dậy không nổi, sáng chị sốt không thức không nổi, mệt không nổi. Rồi tính mai mới đi, anh mẹ bốn mới bán, mai chị mới đi làm. Chị đi làm luôn hả? Chị làm gì? Làm lọc cơm á em. Em thôi để cho anh làm được, chị chăm sóc Tú chứ. Bị gì dắt sáng nó còn ngủ đó em. Chị đi dắt nó ngủ đó. Chị đi lúc mấy giờ? 4 giờ. Lột tới mấy giờ? 4 giờ lột tới chừng nào em thức cái anh điện về 9 10 giờ vậy đó. À lột ăn sản phẩm. Ăn sản phẩm. Có được nhiêu ăn nhiêu. Ăn nhiều cỡ đó thì chị làm cỡ 100.000 trở lại à. Đi tới 9 10 giờ. Vậy giờ vậy đó em, làm như anh khi ông khỏe thì ông bán. Ông mệt ông nghỉ nữa phải bán suốt đâu. Nó bán suốt đi. Rồi quăng nó đây, nó nằm đây là không sợ té. Nó nghe chị nói gì mà nó không ngồi đó. Nó nói chuyện bác sĩ nó biết cái gì. Có nghĩa là cảm nhận được. Được cái dơn á, nó biết cái dơn á. Mình cứ nghĩ là sẽ gặp thầy thì đúng thầy rồi đó. Nhưng mà cứ nghĩ là Tú nó sẽ có thể bước đi chập chững cũng được rồi. Hoặc là lăn xe lăn cũng được ha. Thì đó cũng là phép màu. Tuy nhiên thì hôm nay thì cái cơ thể nó cũng mềm ra chứ không mềm có cứng giống như lúc trước nữa. Thì một phần nào đó nó cũng may mắn phải rồi. Phải đừng chập tỷ là có thể Tú dư sức luôn. Bác sĩ nói, ông thầy nói là đừng chập tỷ rồi dư sức Tú đi luôn. Chị mà phải cứ nghe lên chảnh chắc chiều mà con thấy nhỏ em gái lại à. Cái giò nó dịu hoặc ngộ lắm, dịu hoặc mà em vẫn đi được. 24 tuổi rồi. Bữa nào về chồng lại cũng trở lại bấm cái gì. Tụi nghiệp với người nói phải con Tú được gì cũng đỡ. Mà giò dịu hoặc à, nó không có được cứng cát như con Tú đâu. Dịu dịu lắm. Thêm chú ở bên nhà, gặp ngang nhà thầy luôn đối diện nè. Cũng sụi đi không được, rồi thêm nhà tại nhà chị ba chị ở đó. Bà cũng bị liệt luôn, mà nằm luôn, ông thầy cũng bấm hết luôn.
không có nhiều hết. Bữa cơm sáng nay Tú ăn được không chị? Nó không chịu ăn đó, mà chị mới la đó. Ông bà Binh đó, ông la sùm như đó. Rồi cứ bỏ đi luôn. Đi luôn rồi. Sao bữa nay không ăn cơm Tú? Sao không ăn cơm nói anh nghe. Không chịu ăn cơm. Tụi uống sữa không mà, một ngày một buổi như đây rồi là hồi sáng giờ đâu ba bịch sữa hay uống hoài, uống không chịu ăn cơm. Rồi ban đêm họ bữa lặng thì uống có một bịch mà bây giờ tăng lên ban đêm uống tới 4 bịch lận. Chắc kiểu cơm khó nhai khó nuốt. Sao mà kỳ cục về đó giờ uống sữa dữ không biết nữa. Không chịu ăn cơm. Nãy giờ chị nó không ăn cơm mà chị không cho uống nước đó. Dạ nó là cười. Cười. Uống sữa không mà cười. Tính em ở đâu chứ hả? Em nghĩ, chị nghĩ là em ở xa. Chị cũng không kêu em mà về làm chi, tội nghiệp em mà đi mất công vòng ở đó nữa. Chị dễ dàng xe về. Hôm trước thì em có nói với chị là em sẽ đưa cho gia đình về. Khi nào cần thì nói em chở cho về. Tại vì chị gian đó về chị biết cái chặng nó bệnh ở Sài Gòn nhiều á, chị cũng gian xe đi chứ đâu đâu chị đâu có mướn xe đằng nào đâu. Dạ. Không có mướn. Xe là đi đi không đó. Miễn phí không miễn hả? Miễn phí không đó, Tú là miễn phí không đó. Cười. Tụi cười hả dạ? Tụi cười. Tụi nghiệp lắm nghe, về là hán ôm đồ, chị để đồ ngoài chị từ từ ôm vô đâu có được đâu. Gạo nè, lúc làm tao cho sữa về nè. Chị Tư chăn bò cho sữa về nè. Cười. Cười. Chị Tư đó hán, sáng bữa nào cũng mua cho hộp xôi mặn 20 ngàn ở trên, nó ăn xôi suốt một tháng luôn. Cái bữa chị về, chị nói chị ăn cảm ơn, chưa kịp cái gì hết trơn, bao nhiêu thùng sữa cho rồi. Cái bà nói sao? Bà Tú nè. Thế mà con về mợ Tư cho xôi nguyên tháng con trả tiền xôi mợ Tư, cái nói nó cười chết ngựa, mợ Tư cho thêm thùng sữa đó, cái nó cười khúc hít vậy nha, cái cười phái cười sữa phái cười. Cười hả Tú ơi? Dạ. Cười hả? Dạ dạ dạ, dạ. Biết hết trơn á, gạnh lắm mà cách này về tỉnh táo lắm. Này hình như là tỉnh táo lại nhại miệng hơn lúc trước rồi. Biết lắm. Cười đúng không? Cái chị hồi nãy chị nói con liều quá, mẹ đi làm mẹ bỏ con ở nhà nha, mẹ đi luôn đó. Cái nãy đi chị chợ mua đồ ăn cơm đó, thấy chị về mừng húm á, cười húm ý húm ý. Mọi người vẫn thường hay hỏi là Tú hiện nay như thế nào rồi. Sáng chị đi chợ ta hỏi quá chèn. Dạ. Ừ. Cái chị mới nói nó bớt nhiều rồi. Mà như kiểu sinh sống cái gì đó, phải về chị đó. Rồi ông bác sĩ kêu như đừng có vận động, nó cứ vận động được vận động, đừng ép nó. Nó còn hơi đau, bị gì lấy tỉ ra thấy ba ống mà. Ba cái ống tiếp đi nè, là nước, ba ống cao nè. Ôi, lấy tỉ đau lắm á. Lấy tỉ ha, để ha, chị nói ví dụ lấy tỉ ha, nó nằm co lại luôn, rút lại luôn, rút cái kim sống như đây nè. Nếu mà lòi cái mắt con sống nào đó, nó ghim cái kim thật là bự lên. Đau lắm á. Đau lắm, cái chị mới nói con niệm Phật Nam Mô, Phật Nam Mô, Phật con đừng có giật ngang con, mà con đừng có dãy là gãy kim, cái kim dài lắm, em thấy ghê lắm. Chị nghĩ thôi là nó dãy là gãy kim chống chống còn nói gì, đưa vô mắt sống mà còn gì. Cái chị mới nói con Nam Mô Phật, Nam Mô Phật đi con Nam Mô nào rồi thôi, Nam Mô nào rồi thôi đấy em. Chị nghĩ dọc đường là chị không bao giờ được thượng lấy được, chị nghĩ là gây mê đó chứ đâu gây tê. Tha tê chỗ này nè, mà lấy được ba ống nước gì đây nè. Trời ơi. Ba ống nước tỷ luôn. Cái ống bận cái mình bộ nhỏ sao. Chị nghe kể mà em cảm giác là chị, nó làm nồn. Chị sợ luôn á, chị đây chị sợ nữa. Bốn người đè nó sợ nó ngay ra ha, nó giật đó nó ấy. Bốn người đè, hai người đè đây, người đè tay chỉ thì đè nó vận động nó cái đầu nó kêu nó niệm Phật. Cũng mong sao uống thuốc để hồi phục tỷ lệ chữa một lần nữa cho hết. Vậy đó. Nếu như mà có hồi phục tỷ lại thì mới lên lại. Nhưng mà tỷ để phục hồi lại lâu lắm. Lâu lắm. Xỉu nó 2 3 năm rồi. 2 3 năm, đặc biệt là cái tuổi của Tú nha nè. Tái tạo tỷ nó lâu hơn lâu nữa lắm, đặc lâu. Biệt cơ thể của mình nó không có một cái phản ứng nào á, nó không có một cái sức đề kháng nào vậy. Còn sức đó, nó còn sức lực nữa. Thì ông đợt bác sĩ Sài Gòn tính nó chết, nó không sống thêm. Kêu về chỉ lo hậu sự rồi mà, đâu có tính nó sống. Nó sự sống rồi nó hay đó. Ở trong những cái trường hợp em đi, có nhiều trường hợp nó lại éo le. Có nghĩa là đôi khi thì thật cả sống nó chết nó khỏe hay sống, có những cái trường hợp như vậy. Chị thấy sợ. Nhưng mà còn nước còn tát nên con cái mình cố gắng, chị cố gắng. Chị cố gắng giữ trời. Chăm bẩm. Cái kim dài vậy nè. Coi như là duyên nợ của mình chị ha. Ừ. Cái đâm đây nè. Rồi nó chỉ cái đầu nó nhiễu như đây nè, đây đầu đây mà nhiễu đây nè thì lấy cái chai đó nó hứng đó. Thôi, chị đừng kể, em cảm giác em ám ảnh lắm. Nó hứng đó. Thắng cái cảnh đó em ghê lắm.
Cười. Cái chị mới nói con sống được nhờ mẹ, phải mẹ ký giấy cho con đi chụp em ngay lần nữa là con chết luôn, đâu con sống đâu. Chứ sẵn lấy máy móc lặn đút vô họng nó thở, cạy họng ra lặn đút ống thở đó. Bị gì vừa nó gây mê quá liều. Em nghĩ gây mê quá liều sao sống nổi. Hút nhiều, đâu có sống nổi. Mà trong lúc nó đang viêm phổi cấp tính nữa. Đang viêm phổi nữa. Chị không đồng ý, chị không ký tên đó. Chẳng sao là chị không ký tên. Thì em nghĩ đi, mới chụp em gây thì giác chiều hôm qua. Sáng thì lại chụp em gây nữa, sao sống nổi. Sống đâu nổi. Nói chung là đi nhiều thì mình mới thấy mỗi nhà, mỗi cảnh khác nhau. Mỗi cái ô trường hợp nó khác nhau, đúng không? Không, hôm qua chị đi mua cho nó mấy miếng thịt nước xương súp á, về cho nó ăn cơm, chị làm nó ăn cơm nó không nổi luôn. Nhưng mà em khuyên chị là nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi. Có sức khỏe hay đi làm lại, tại vì đang bệnh hoạn mà chị suy sụp nó gai chăm lo cho gia đình. Xây tròn nè. Cái chị không mấy đường đi, mượn vợ ông thầy chở gì đi chích. 3 ngày thuốc mà hết trăm mấy chục ngàn. Chích một bữa. Ẩm nó không, nhà mình chị ba dài quá. Thuốc sao? Nhà mình ba lớn là ẩm muốn chết luôn, nhà chị ba mấy chục thước. Thuốc sao luôn trời. Ẩm ngày mấy giác muốn chết luôn. Ẩm nó gị hai anh đây chị nè. Rúm máu hết trơn đây nè, cổ rúm máu hết trơn đây nè. Đây móc tiêu hết trơn. Thôi thì hôm nay á, tụi em đến đây á, thì cũng thăm lại Tú sau khi mà trở về đây thì cũng cho cô bác của anh chị biết về cái tình hình cô Tú hiện tại để mọi người có thể hiểu thêm, cũng như là biết thêm về một cái căn bệnh khá là lạ như thế này. Em cũng thay mặt cho chú Trung Chi Lê ở Úc á, gửi cho chị thêm 1,5 triệu ha. Chị cũng cảm ơn cả lời. Dạ, chị cảm cầm giùm em hay tặng chú Chi Lê. Dạ. Giúp cho gia đình em vậy đó. Chị cho bé Tú, cảm ơn nhiều. Cố gắng giữ gìn sức khỏe thì em cũng có dịp về đây á. Ở Thớ Bình nè, em chạy xuống đây luôn để thăm hoàn cảnh gia đình của mình. Giờ tới Thớ Bình hả? Dạ. Thôi em chúc chị với lại gia đình giữ gìn sức khỏe, cố gắng ha chị ha. Cảm ơn nhiều.